bắt nguồn từ chuỗi lây nhiễm phát sinh ở chợ Non Nước. Hiện nay, tình hình COVID-19 trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn diễn biến phức tạp. Các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan đang được địa phương triển khai với tinh thần khẩn trương cao nhất. Với số ca mắc cộng đồng liên tục tăng cao, mới đây, quận Ngũ Hành Sơn đã quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4 tại hai khu vực trên địa bàn phường Hòa Hải. 77 hộ dân với hơn 300 dân khẩu ở hai khu vực này phải thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập để kiểm soát lây nhiễm, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng. Ngoài hai khu vực này thì tất cả các khu vực khác cũng đã áp dụng cấp độ 3 khoảng một tuần nay. Bên cạnh những cái biện pháp như là khoanh vùng, truy vết thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã tiến hành chỉ đạo cho các khu dân cư, các tổ COVID cộng đồng tiến hành tuyên truyền cho bà con nhân dân hạn chế tập trung đông người, chấp hành nghiêm quy định 5K. Ủy ban phường cũng đã chỉ đạo các lực lượng cũng như thành lập các cái tổ ra quân tuần tra xử lý. Theo Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải, từ cuối tháng 12 năm 2021 đến nay, trên địa bàn phường đã ghi nhận 277 ca mắc COVID-19. Ngoài chuỗi lây nhiễm từ chợ Non Nước thì cũng đã phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng tiềm ẩn nguy cơ lây lan. Các biện pháp y tế và hành chính đang được địa phương triển khai quyết liệt nhằm sớm chặn đà lây nhiễm. Cái tổ COVID cộng đồng thường xuyên nhắc nhở phòng chống dịch COVID, trong đó thực hiện cho được cái biện pháp 5K là cái yếu tố quan trọng nhất. Và đồng thời là cũng thường xuyên theo dõi nắm bắt cái tình hình dịch bệnh của thành phố Đà Nẵng để đưa đến cái những cái thông tin nhân dân nhất bằng cách là lập cấp cái Zalo của tổ dân phố và có cái đoàn thể. Trong điều kiện bình thường mới, đặc biệt khi Tết Nguyên Đán lại đang cận kề nên nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng tiềm ẩn rất lớn, đánh giá đúng tình hình, kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch phù hợp là yêu cầu đối với phường Hòa Hải nói riêng cũng như các địa phương trên địa bàn thành phố để đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả COVID-19.